chí về văn hóa. Thì qua cái nội dung này thì địa phương cũng đã chú trọng để phát huy cái truyền thống văn hóa của địa phương, phát huy cái giá trị văn hóa của di tích. Qua đây thì cũng là cái nguồn động lực và để cho nhân dân rồi các khách thập phương tìm hiểu được cái giá trị lịch sử của di tích. Qua đó cũng là cái động lực để xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trong những năm qua, người dân thôn Thanh Tân, xã Lê Lợi đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, xã quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở, huy động nguồn lực xã hội hóa để trùng tu, hoàn thiện di tích lịch sử văn hóa đền Thanh Tân, tức Nghè Dín, góp phần tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân cư. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền xã Lê Lợi, thôn Thanh Tân đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh lễ hội và các sự kiện diễn ra tại đền Thanh Tân. Năm nay, lễ tưởng niệm 735 năm ngày mất Đức Nguyên Tử Quốc Mẫu Thiên Thành Công Chúa, phu nhân của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo tại đền Thanh Tân được tổ chức với quy mô lớn, với nhiều nghi lễ linh thiêng, chứa đựng nét văn hóa cổ truyền, đậm bản sắc dân tộc. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm, nơi lưu giữ và bảo tồn dấu tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu liên quan đến sự phát triển của Vương Triều Trần và chiến công chói sáng trong lịch sử dân tộc. Trong đó, nghi thức tế lễ diễn ra tôn nghiêm trước sự chứng kiến của các đại biểu, đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Bài văn tế được soạn thảo công phu đã thể hiện sự tri ân sâu sắc của hậu thế đối với các bậc tiền nhân có công lao với đất nước. Lễ hội Nghè Dín còn là dịp để người dân bày tỏ lòng thanh kính, tưởng nhớ về người khai canh lập ấp, lập nên làng ngày nay, đồng thời tiếp thêm nguồn sức mạnh để mỗi người dân trong vùng tiếp tục hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Với cái lịch sử của đền thì địa phương chúng tôi cứ vào ngày 28 tháng 9 âm lịch hàng năm, đúng ngày giỗ của Thiên Thành Thái Trưởng, thì địa phương tổ chức cái buổi lễ tưởng niệm ngày mất của mẫu. Di tích đền Dím của chúng tôi thì cũng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ tỉnh và thành phố cũng như địa phương. Thì chúng tôi năm 2019 được sự cấp phép xây dựng của tỉnh, thì địa phương chúng tôi đã tu bổ, tôn tạo và xây dựng lại Nghè Dín và đẹp như ngày hôm nay. Thì qua các cái buổi lễ tưởng niệm, địa phương cảm nhận là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là các cơ cánh của các địa phương cũng đã về dự lễ dâng hương với cái tấm lòng thành kính. Từ cán bộ đến nhân dân là rất là đồng tình vấn đề mà đồng thuận để xây dựng cái hạng mục để bảo tồn di tích văn hóa, đặc biệt là cấp cơ sở thôn thì là rất là chú trọng, được các tổ chức họp để nhân dân nắm được và đồng thuận nhân dân. Thời điểm này cơ bản là thành công tất cả các hạng mục của cái hạng mục về đích nông thôn mới. Dân thôn Bản Hạt cũng như hội người cao tuổi của trong địa phương thì như vậy là gìn giữ được cái bản sắc về như vậy cái tín ngưỡng thờ mẫu và duy trì được cái lề lếp đó. Đến ngày hôm nay thì như vậy là cái tiệc của Đức Thanh Bà cũng như là tiệc của mẫu Nguyên Thành Công Chúa Thái Trưởng Phu Nhân, chúng tôi vẫn giữ cái nghi lễ như cổ truyền ngày xưa. Nam Hưng là một xã ở phía tây bắc của huyện Nam Sách. Đây là địa phương có vị trí trọng yếu, nơi ngã ba đầu nguồn của sông Thái Bình. Trên mảnh đất này, nhiều câu chuyện thuở vua quan nhà Trần chống quân Nguyên Mông thế kỷ 13 vẫn được lưu truyền trong dân gian. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tại vụng Trần Xá, tức vị trí ngã ba sông Thái Bình và Kinh Thầy, thuộc địa phận xã Nam Hưng, huyện Nam Sách ngày nay, đã diễn ra hội nghị Vương Hầu Bách Quan bàn kế sách đánh giặc Nguyên Mông lần thứ hai.
Hội nghị này đã đi vào lịch sử, không chỉ có ý nghĩa tầm vóc chiến lược quân sự mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết của vua tôi nhà Trần và quân dân Đại Việt chống ngoại xâm, xây dựng đất nước. Ngày nay, dấu sử vàng đó cùng di tích đình Trần Xá, nơi phối thờ Thanh Hoàng Làng và vị tướng nhà Trần tài ba Trần Quang Khải đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương quan tâm gìn giữ và tuyên truyền tới thế hệ trẻ, giáo dục truyền thống lịch sử quê hương. Cũng trong quá trình xây dựng chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận động người dân tích cực tham gia, thực hiện các tiêu chí và phong trào. Với cái bề dày về truyền thống lịch sử, thì con người và quê hương Nam Hưng ấy, đấy rất kiên cường. Đấy, và cũng lấy cái đó làm cái cơ sở để làm một cái động lực để thực hiện cái công cuộc phát triển quê hương. Đấy, mà ở gần đây nhất là cái công cuộc xây dựng cái nông thôn mới. Đấy, thì con em quê hương Nam Hưng ấy, luôn luôn nêu cao cái tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương. Thế và đến giờ phút này thì Nam Hưng phát triển tương đối là tốt. Từ một cái xã thuộc cái vùng trũng của huyện. Đấy, nhưng đến giờ thì Nam Hưng cũng là một cái xã có thể là top khá của huyện. Về cơ sở hạ tầng, về mức độ thu nhập bình quân đầu người cũng nằm trong cái top khá của huyện. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay, các địa phương luôn đề cao công tác bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống thông qua duy trì các lễ hội, sinh hoạt cộng đồng theo hướng tích cực và quan tâm phát triển các làng nghề cổ truyền. Nghề nặn con giống tỏ he là một nét văn hóa dân gian độc đáo trên quê hương Nam Sách. Qua rất nhiều thế hệ, nghề nặn tỏ he bằng bột gạo đã được người dân thôn Hoàng Dương, xã An Lâm lưu truyền từ rất nhiều đời. Các nghệ nhân của làng Hoàng Dương đã cố gắng gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật trên mỗi con giống. Để tiếp tục giữ lửa cho nghề truyền thống, những nghệ nhân cùng người yêu tỏ he tại làng Hoàng Dương nói riêng và xã An Lâm nói chung đã và đang tiếp tục nỗ lực bảo tồn, phục dựng những con giống cổ, nhân vật cổ tích, hình tượng của 12 con giáp, hình ảnh thiên nhiên đem đến sức sống lâu bền cho tỏ he của quê hương mình. Cơ sở lãnh đạo thôn cùng với các cụ cao liên là muốn để phát huy và gìn giữ cái nền văn hóa của dân tộc, nên là đã tổ chức trong cái thi cho các nhân dân trong thôn trong cái dịp lễ hội làng để cho nhân dân là hiểu rõ hơn và phát huy được cái vai trò của cái làng nghề truyền thống, làm sao là ngày ngày một phát triển và bảo tồn cái công tác văn hóa dân gian của dân tộc. Chúng tôi là người hậu bối duy trì cái nghề này trên dưới là 300 năm phục vụ cho công tác văn hóa, mà phục vụ cho các cháu thiếu niên, các tầng lớp học sinh, các cháu biết được là cái nghề này, cái nghệ thuật này làm sao lại làm được con giống này. Chủ yếu là giáo dục con cháu, nó có những cái hoa tay, nó có những cái tài năng trí tuệ để nó phát huy cho cái vấn đề là cái... thì là một trong bốn xã của huyện Bình Giang được huyện ủy chọn làm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1. Thế và sau khi nhận được chủ trương thì đối với ủy ban, đối với địa phương thì cũng đã quy hoạch diện tích đất để đưa các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trong đó có gốm sứ, là ra khu tập trung. Bởi vì trước ấy thì là toàn bộ là ở trong gia đình. Thế chính vì vậy mà rất là chật hẹp và ảnh hưởng đến môi trường của nhân dân. Từ 2011 cho đến nay thì đã quy hoạch ra cái khu khuôn viên như hiện nay ở đây cho các cái nghề tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là có nghề gốm sứ Cậy nói riêng. Sân chơi gốm này nó rất là rộng, mà trong người đó là cái nước trẻ đến giờ phút này cũng chưa biết gì về gốm. Muốn làm sao để sau này mình tạo điều kiện làm sao mà huấn luyện được một lớp trẻ nữa
mà nó kế tiếp được cái nghề hay là cái phát triển gốm cậy mình, để tạo điều kiện làm sao mà làng cậy mình phát triển gốm tốt hơn nữa. Các nghệ nhân cũng như các gia đình làm gốm cũng đã có cái kế hoạch và phối hợp với này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức các cái tour du lịch trải nghiệm để đưa các cái khách trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh về tham quan. Thực hiện cái chức năng lãnh đạo quản lý nhà nước về của địa phương về trong cái công tác quản lý nhà nước về bảo tồn di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh với địa bàn xã Vĩnh Đức, thì chúng tôi luôn luôn được chú trọng đặt cái vai trò lãnh đạo của ban chỉ đạo tôn giáo xã, của ban quản lý di tích các di tích lịch sử văn hóa thì được kiện toàn hàng năm và luôn luôn được chú trọng. Đây là một trong những cái vấn đề về cái chỉ đạo trong cái hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tâm linh nó gắn với quản lý nhà nước ở địa phương, và xác định là cái nhiệm vụ tư tưởng chính trị đó là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa.